Tiếp tục chương trình, mời quý vị sẽ đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên thời tiết Ngọc Vân. Chào chị Ngọc Vân ạ, tình hình áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông như thế nào rồi ạ? Vâng, hiệu chí áp thấp nhiệt đới hiện nay thì vẫn đang quanh khu vực huyện đảo Trường Sa. Trong 24 giờ tới, nó sẽ yếu dần thành một vùng áp thấp. Tuy nhiên, với hướng di chuyển về phía Tây, thì hoàn lưu của nó kết hợp với nhiễu động gió đông cũng đã bắt đầu ảnh hưởng tới thời tiết của khu vực Nam Bộ. Xem ảnh radar có thể thấy là sáng nay một số nơi tại khu vực này đã bắt đầu có mưa nhỏ, như là tại Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh. Mưa sẽ còn tiếp diễn trong chiều và đêm nay ở các tỉnh thành Nam Bộ, diện mưa rải rác, có nơi mưa vừa. Và nếu tính tới hết ngày mai, lượng mưa phổ biến sẽ là từ 40 cho tới 80mm và có nơi trên 100mm. Với thành phố Hồ Chí Minh thì ở phía ven biển có thể mưa bất chợt bất cứ lúc nào. Còn khu vực trung tâm thành phố từ giờ cho đến khoảng 15 giờ, trời lúc nắng và lúc nhiều mây, có gió mát, nền nhiệt 29 độ. Sau 16 giờ khả năng có mưa, lượng không quá lớn. Còn tại thủ đô Hà Nội, sang ngày hôm nay thời tiết đã ấm lên rõ rệt. Dự báo chiều nay trời hứng nắng, nhiệt độ tăng lên ở vào khoảng là 20 độ. Đến tối rét trở lại khi mà nhiệt độ giảm xuống còn là 17 độ. Không khí hanh khô vẫn tiếp diễn cả ngày, độ ẩm chỉ dao động từ 53 cho tới là 71%. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.